Em ở đây với mẹ em với là Dũng. Ở Dũng có ở nhà mày? Có, chúng đang ngủ rồi. Ngủ giờ này chưa dậy nữa trời. Dũng bình thường là Dũng sẽ 11 giờ Dũng mới dậy. 2 giờ đêm Dũng ngủ là ngủ đúng 9 tiếng. 11 giờ dậy Dũng sẽ đi chợ nấu cơm. Như này như nọ là tầm 12 giờ là em... Dũng nấu cơm cho cả nhà ăn đó hả? Dạ. Dũng với lại chồng của Dũng nấu cơm thì tầm 10, 12 giờ mấy thì em sẽ có cơm ăn. Dũng ở đây với chồng hả? Dạ. Ủa sướng ở à? Chung với mẹ luôn mà. Ủa? Trời. Mẹ em thoải mái lắm. Đang trên đây, nó đang ngủ trên đây. Đừng kêu nó cọc nữa. Đây là không gian nhà của em. À. Nhà mình ở tổng cộng là 5 người à? 4 người. 4 người em. Là em với Dũng với chồng, Dũng với mẹ thôi. 4 người. Ủa Dũng với lại chồng ở đây lâu sao? Ở từ lúc mới chuyển qua đây tới giờ. Lúc trước đây là phòng khách. Phòng khách luôn, nhưng mà mẹ em kêu chuyển qua đây ở chung với mẹ đi cho đỡ đỡ buồn á. Sau mẹ phải xây cho em cái phòng riêng. Là phòng ngủ em trong này hả? Ừ, phòng ngủ trong này. Đi vào đi xem đi. Đâu, mọi người đừng có vào đây. Đâu đã có cái gì trong đây đâu mọi người. Bừa bộn á. Đây là không gian của Hùng mọi người ơi. Đàn piano, laptop, mấy cái giải thưởng này nè, sách này nè. Ai theo xem á? Cái đó là một bạn nữ ở năm lớp, năm hồi học mà học trung học á. Các bạn nó tặng em, nó thích em lắm, thích em một năm trời luôn á. Xong rồi tặng em, tới giờ em vẫn còn giữ luôn. Hy vọng là bạn sẽ vẫn coi cái đoạn này. Bạn sẽ thấy là mình vẫn giữ món quà của bạn từ hồi năm trung học tới giờ luôn á anh. Giờ mẹ em vẫn đang ngủ hả? Hay mẹ em đi đâu? Mẹ em thường sáng sẽ là đi công việc hoặc là đi cà phê với lại bạn bè. Ừ. Em ở đây được bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Em ở đây được tầm 6 tháng tới 7 tháng. Trước đấy là em ở riêng hả? Trước đấy là ở bên quận 8 với mẹ luôn. Ừ. Nhưng mà thời gian gần đây thì chuyển qua đây. Nhà bên kia thì để lại cho anh hai ở. Lúc trước là em vẫn ở nhà cũ nha. Ừ. Cái xong rồi mẹ qua đây mẹ ở với Dũng thời gian để Dũng chăm sóc mẹ. Thì ở một thời gian cái mẹ kiểu mẹ cũng nhớ. Ừ. Xong mẹ kêu qua đây ở chung với mẹ đi cho vui. Kêu em qua luôn. Nhưng mà em đi làm cái công việc của em á. Ừ. Em hay làm về trễ và ảnh hưởng đến lịch nghỉ ngơi sinh hoạt của mẹ. Dạ không, tại vì nếu mà ở bệnh á, thì thường mẹ sẽ không có chăm em được nhiều hơn, là em sẽ dễ đi đêm hơn. Kiểu như khi mà em có quan niệm mà không có mẹ ở nhà thì em thường hay đi qua đêm hoặc là em đi chơi bời dữ lắm. Còn khi mà quay qua ở đây với mẹ thì em sẽ về sớm hơn, tại vì em nghĩ là có người đang đợi mình ở nhà. Thường mấy giờ em đi làm về? Thường thì 12 giờ, 1 giờ hoặc có khi là 2-3 giờ cũng có, tùy hơn. Sáng thì em ngủ trễ hơn chút xíu. Dạ, sáng thì em ngủ tới tầm 1 giờ luôn thì dậy. Thì lúc đó Dũng nấu cơm xong rồi Dũng kêu em dậy ăn. Lúc trước em tham gia chương trình Con Ao đó, thì hai anh em Con Ao ở trên đấy á. Nhưng mà về mẹ phản ứng như thế nào? Thì mẹ cũng bình thường, kiểu giống như hình như là mẹ đã biết rồi sao. Mẹ cũng bình thường á, nhưng mà mẹ em đã cũng có một cái nhìn thoải mái hơn về em. Mẹ còn kêu em là kiếm chồng đi. Kiểu mẹ thấy Dũng có chồng rồi nên bây giờ kêu em kiếm đi hả? Đúng rồi, thì mẹ cũng kêu kiếm chồng đi. Kêu có người hú hí chung mới cứ thấy. Mẹ cứ kêu cô đơn lẻ bóng hoài, tối ngày thủi thủi mình hoài, mẹ buồn. Cái em nói thôi kiếm chồng con gì, giờ là phải lo công việc trước. Chứ là con ở vậy cũng quen rồi. Chứ mẹ cũng ầm ừ vậy thôi cho qua. Rồi công việc chính của em bây giờ là làm về cái gì không? Dạ công việc chính của em hiện tại bây giờ là làm DJ. Mẹ em có làm thêm cả booking cho bên khè và làm thêm chạy thêm mấy cái event marketing nữa. Ừ. Cho cộng đồng của mình LGBT. Với lại hiện tại em cũng có làm hợp tác với lại một người chị làm một cái xe take away bán hot dog với lại những cái món Âu và một cái quán món Âu ở Cống Quỳnh bán cả cocktail nữa. À. Dạ. Thế bây giờ em muốn dẫn anh với mọi người đến tham quan mấy chỗ em làm không? Dạ ok chứ, được chứ anh. Ừ thế, tại vì bây giờ ở nhà là mẹ đi rồi với lại Dũng thì đang ngủ đúng không? Dạ đúng rồi. Thế bây giờ mình ra mấy chỗ đấy mình ngồi nói chuyện đi. Dạ, ok. Chỗ này là em với chị với bạn em mở cùng với nhau. Dạ đúng rồi anh. Tại vì hồi xưa lúc á mà em làm có khoảng thời gian làm DJ á là em đây là chị chủ. Dạ em chào. Chào anh. Hồi lúc trước á có khoảng thời gian mà em làm DJ á, em bị thất nghiệp là em rất là stress luôn. Thì chị Thi là một cái chị người bạn cũ, có chứ là đi nhảy chung với em làm dancer. Thì chị có một cái quán thì chị đã kiểu như em xin vô chỗ em làm. Em làm với một tư cách là một người nhân viên của chị.
Rồi em quậy vậy sao làm nhân viên trong đấy rồi em? Em quậy lắm anh. Em vô trong quán em quậy lắm. Rồi từ pha nước rồi này nọ em làm như này như nọ. Em làm như là chủ quán luôn vậy á. Sợ luôn. Nhưng mà cứ mỗi lần mà em gặp chị này là em sẽ bị đơ. Chị rất là dữ luôn nha mọi người. Chị rất là dữ. Nhưng mà nó ăn cực kỳ ngon. Mọi người có thể thấy đây là cái menu của quán, như là xúc xích xông khói. Xúc xích xông khói 17cm. Xúc xích xông khói 17cm. Là mọi người. Anh thấy tầm 17 là ok, là 24 thì hơi quá. 24 hơi quá, ở 17 là ok, là ok. Ở đây có rất là nhiều loại sốt đặc biệt luôn, kể cả mì ý, bò bằm, móng gà, móng bạch. Quán này thường mấy giờ mở cửa em hả? Quán này thì chị sẽ mở cửa vào lúc 6 giờ cho các bạn học sinh đi học nè. Xong rồi chị sẽ đóng vào khoảng 10 giờ. Rồi chị đi ngủ lại hả? Chị đi ngủ lại, chị ngủ đông lại. Xong rồi tầm 3 giờ, tại vì chị cũng có con nhỏ nữa. Thì tầm 3 giờ chị sẽ mở lại tới tầm mấy giờ? 11 giờ đêm luôn. 11 giờ đêm luôn. Thì cái khoảng thời gian đêm là khoảng thời gian vui nhất ở quán. Tại vì người ta đứng xếp hàng ở đây là người ta mua là gồm đủ món hết. Hồi xưa thì cái quán của chị là có ngồi lại. Nhưng mà kiểu giống như chị không thể nào mà chị đứng qua mà quản lý handle hết cả một cái quán bự lần. Xong rồi chị còn kẹt con nhỏ nữa. Xong rồi bây giờ chị phải thu lại, chị làm cái quán này. Chị ơi, cho em hỏi là chị làm cái này được bao nhiêu lâu rồi? Mình bán món này đã được 3-4 năm rồi. À dạ. Là chị mở cái xe này là 3-4 năm rồi? À không, em mới mở xe này được hơn 1 tháng thôi. À vâng. Dạ. Trước kia là mình mở bán cho một cái quán. Dạ đúng rồi, trước kia là mình có một cái quán cũng vừa dạ. Thì mà tại vì mình có bé á, cho dạ. Nên là mình đã đóng quán và mình xong cái quá trình mà mình sanh bé xong mà bây giờ bé cứng cáp một tí rồi thì bắt đầu mình mở lại. Dạ. Dạ. Làm sao mà chị suy nghĩ đến việc là sẽ bán mấy cái món Tây này hả chị? Tại vì chồng chị nấu ăn rất ngon. Dạ. Mê chồng em quá, mê chồng em quá. Đúng rồi. Cứ để chồng em quá. Hồi xưa cái lúc mà em vừa đi đăng ký đi vô quán chị nha, có nghĩa là em vừa bước vô, chị đã trên lên nhân viên thôi, là mọi nhân viên đang đứng như nè, thì chồng chị bước vô, chồng chị ở trần nha mọi người, kiểu nấu ăn rất là ngon, vừa bước vô cái em kêu chết rồi, ai mà ngon quá vậy, bếp nào mà ngon quá vậy. Thật sự là chồng chị nhìn lúc ở trần ngon thiệt nha mọi người. Em hầu như á em đi làm nha, là em để em ăn chồng. Để em ăn chồng, ủa? Tức là em ăn những cái món ăn của chồng và chị em, thôi. Ăn món ăn và ngắm chồng chị. Và ngắm chồng dạ. Chị, em mâm me chồng của chị. Dạ. Thật ra thì ông xã của em á là làm bếp cũng được 8-10 năm rồi. Chuyên về món Tây hả chị? Dạ. Trước Hùng có làm việc dưới, ở dưới là nhân viên của chị á. Dạ. Thì chị thấy Hùng như thế nào ạ? Để nói rõ về Hùng á thì nó cũng hơi dài dòng. Nhưng mà mình có thể tóm gọn trong một câu, đó là Hùng rất là phá, nhưng mà phá một cách rất là tốt, rất là hữu ích. Dạ. Và rất là có cái sáng tạo dạ. Có cái sự năng động. Tại sao chị lại chọn Hùng hợp tác ở trong cái công việc mới này của mình? Cũng là một cái duyên, em và ông xã thì có sản phẩm và đam mê muốn phát triển một cái những cái dòng sản phẩm món Tây hoặc là chiêu kiểu Tây để cho người Việt mình trải nghiệm. Em Hùng thì lại cũng có cùng một cái đam mê như vậy. Hai chị em thì mình đã quen biết với nhau rất là lâu rồi, lại có cùng đam mê, cho nên là từ đó là mình lại hai chị em muốn làm một cái gì đó để phát triển cái mô hình này. Thì Hùng sẽ là người phụ trách quảng bá cái sản phẩm của chị đến với khách hàng. Dạ đúng rồi. Chị tin vào các mối quan hệ của Hùng mà chị. Ủa anh hỏi gì là sao anh Tuấn? Thật ra thì nhìn thì em Hùng rất là nói sao ta? Rất là chị cứ nói thật đi ạ. Không cần phải chọn từ quá hoa mỹ đâu ạ. Rất là lóc chóc, rất là nhoi. Dạ, nhưng mà thật ra thì Hùng lại có một cái khả năng rất là tốt, nó là có thể giao tiếp. Và hầu như trong cái giai đoạn mà Hùng phụ bán tiếp em thì Hùng làm cho những cái vị khách mà đến cửa hàng của em rất là vui. Hùng có cái kỹ năng mua vui cho người khác đúng không? Dạ, nó chính xác là kỹ năng mua vui, dạ đúng. Rõ ràng luôn á, là em rất là hay pha trò kể từ khi khách mà bước vô luôn á. Đâu, em thử pha trò cho mọi người xem nè. Bây giờ em tạo dáng nha mọi người. Bây giờ nếu mà mình đau đầu quá thì mình sẽ làm như thế nào? Em đau đầu. Đó, mình tạo dáng. Như mình đau ngực quá mình phải sao? Em đau ngực. Đó, người đau bụng, em đau bụng. Em đau chân. Đó mọi người. Thì em rất là nho, em hay nghĩ với mấy cái trò khùng điên lắm.
kể từ khi khách mà bước vô em không giống như những bạn nhân viên khác như là xin chào anh chị hay là gì á, em sẽ quay là ủa đi đâu đây vô đây kiểu như vậy á anh, thì khách sẽ có cảm giác là nó thoải mái hơn, kiểu chợ chợ phải không? Dạ đúng rồi, chợ chợ. Dùng từ chợ chợ vậy cho dễ cho mọi người dễ hiểu kìa. Dạ. Chính xác là mấy anh chị mà khách mà bước vào tiệm là đều là bị ấn tượng và bị rất là thích, bởi vì em ấy rất là duyên. Dạ. Dạ. Anh nghe nói là em còn một cái quán đã muốn giới thiệu với mọi người. Dạ, cái quán đó là một cái quán cũng một dạng món Âu luôn, nhưng mà em có thêm một chút xíu nữa vô là em có sẽ có thêm cả bia và có cả cocktail nữa. À. Có nghĩa là những cái món này thì có thể là mình sẽ dùng thêm chung với lại cocktail và các thứ nữa. Thì quán đó thì em sẽ dắt mọi người đi tiếp theo nha mọi người. Thế bây giờ thì mình phải tạm biệt chị Thi ở đây. Và hy vọng là mọi người sẽ nhớ đến cái xe xúc xích và món ăn vặt kiểu Tây takeaway của chị Thi ở quận 5. Bây giờ thì em phải tạm biệt chị ở đây. Và để đi cùng với Hùng đến một địa điểm khác. Mọi người ơi, địa chỉ là số 10 An Bình nha mọi người. Rồi, số 10 An Bình, quận 5. À, rồi, bye bye các mọi người. Cảm ơn chị Thi. Đây là cái không gian quán thứ hai của mình. Thì không gian này anh cảm thấy như thế nào về không gian? Anh thấy có vẻ hợp với em á. Hợp với em hả? Nhìn nó đời á. Nhìn nó kiểu say say xong rồi kiểu chill chill á. Xong rồi em sẽ kiểu giả vờ ngả qua ngả lại á. Ngả lại rồi mà có người rồi có người phát cho em. Xong mà đưa sang Trung Quốc á. lấy nội tạng. Tưởng là một tình yêu viên mãn hay gì mà kết thúc không có hậu đúng không anh? Ngồi đâu? Ngồi vào lòng anh được không? Rồi đây nào. Em chào anh bartender. Dạ, anh cười bẽn lẽn quá. Cười bẽn lẽn không? Mà thấy anh ảnh ngại á. Lý do em làm ở đây là vì anh bartender đúng không Hùng? Đâu có đâu. Lý do em làm ở đây hả là ban đầu á là em có một người bạn, xong rồi cái người chủ quán này là quen với bạn của em luôn. Sau đó xong rồi cái mới kiểu thấy em có những cái ý tưởng với những cái hay giỡn trên Facebook quá. Chiêu trò lắm. Xong mới kêu em về là tính là hợp tác chung để có thể làm cho quán tốt hơn hoặc là có một cái nguồn năng lượng vui hơn. Mà cái đó là cái ban đầu thôi, nhưng mà thật sự khi mà bước vào quán rồi thì em nghĩ cái mục đích chính của em vẫn là anh bartender. Thì quán này chủ yếu là về món Âu và cocktail và bia. Mô hình quán này là em muốn hướng tới những cái bạn nhỏ tuổi hơn, kiểu giống như em, hoặc là chung lớn hơn xíu cũng được. Ủa em mới 18 mà sao anh nhìn em? Anh xin lỗi, làm đây được bao nhiêu lâu rồi không? Em vừa mới hợp tác ở với bạn này tầm 1 tháng đổ lại đây thôi. Rồi anh thấy em làm DJ nè, làm booking nè, rồi bây giờ còn làm dự án cho mấy cái quán như thế này nữa. Thì thời gian của em phân bổ ra cho những cái công việc của mình như thế nào? Hiện tại thì công việc DJ của em là được khè ký độc quyền, cho nên là em chỉ làm cho khè thôi. Cái phần thời gian DJ nó sẽ chiếm tầm 3 ngày một tuần. Còn booking thì em sẽ lên khè khoảng 3 tiếng một ngày. Còn lại thì em sẽ dành cái khoảng thời gian trưa để em lên ý tưởng. Xong mà khi em đưa ý tưởng thì em sẽ đưa lại cho mấy bạn quản lý ở đây để triển khai cái điều đó. Cái mô hình quán rượu bây giờ anh thấy rất là nhiều, nhất là ở trung tâm quận nhất này nữa. Thì làm sao để mình làm cho cái quán của mình trở nên khác biệt so với các quán khác này? Cái đó em cũng đang suy nghĩ, em cũng đang tìm cách rất là nhiều bằng những cái mới lạ. Ví dụ giống như là tới đây thì mấy bạn có thể tham gia đấu cocktail. Ví dụ anh này sẽ làm 7 ly cocktail loại nặng, thì khi mấy bạn uống hết 7 ly đó và bạn không xỉn thì mấy bạn sẽ được free cái bill đó. Ví dụ vậy. Đây là mình phải có những cái chiêu trò để mình dụ cái đối tượng khách hàng tới. Để nói về mô hình quán rượu thì nó có những mô hình lành mạnh và những mô hình không lành mạnh, em biết mà đúng không? Dạ biết. Thì làm sao để mình giữ cho cái mô hình quán rượu của mình lành mạnh để mà mình có thể hướng nó đến những cái hình ảnh mà giải trí, gọi là phù hợp với tất cả mọi người á. Cái quán này đa số là em sẽ tiếp những cái khách kiểu gia đình tới, kiểu thư giãn rồi chiêu chiêu, hoặc là những nhóm bạn bè tới. Và đặc biệt là no truck in here please. Sức chứa của quán mình là tầm bao nhiêu người em? Sức chứa của quán mình là nếu mà full luôn thì em nghĩ chắc tầm 200 tới 300 người. Ô là ở trên lầu còn nhiều hả em? Trên lầu là còn cả một cái không gian dài nữa. Nếu mà full luôn á, nếu mà theo em vô á nha, thì em sẽ thích ngồi đây hơn, tại vì nhìn rõ được anh bartender hơn kiểu. Sao em vô kia luôn kìa Hùng? Em vô đó luôn. Có cái ghế ở trong kìa. Hello Chris. Chào em. Giới thiệu với mọi người luôn, giới thiệu với anh Tân luôn, đây là bạn Chris.
bạn này là bạn chủ của quán này, là bạn này hiện tại là đang hợp tác với lại mình về những cái mảng marketing cũng giống như là những cái phần hỗ trợ quán để quán có thể mang lại những cái giá trị tốt hơn cho tất cả những người tiêu dùng. Ồ, Chris ơi, cho anh hỏi là tại sao em chọn Hùng không? Anh thấy đây là một bước đi khá mạo hiểm đó. Em chơi với anh Hùng cũng một khoảng thời gian rồi, vì thấy như là anh Hùng có nhiều cái nét riêng mà nhiều cái giống như là không có ai mà có thể có được cái tính cách. Không ai dám có đâu. Không ai dám có. Và cái gì nét riêng nó sẽ là đặc biệt và nó sẽ có nhiều cái phá cách mà nó sẽ là cái gì đó mà mình có thể làm mới cho khách hàng. Rồi cái điều quan trọng là giá cả, rồi cái sự đa dạng trong cái thực đơn của mình, cái drink list của mình, thì anh có thể xem cái menu của em không? Là mình có phục vụ bữa sáng là ngay từ buổi sáng luôn. Buổi sáng thì em sẽ làm riêng cái menu là buổi sáng. Là buổi tối là không có phục vụ mấy cái bữa sáng. Dạ, menu menu tối này. Nè, cánh gà súp cam đồ nè mọi người, đó mọi người ơi. Ok, cái việc cân nhắc giữa giá cả và chất lượng sản phẩm này thì mình phải cân đo đong đếm rất là kỹ đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì anh thấy cũng khó để một quán rượu nó giữ được một cái mức giá phải chăng như vậy. Tụi em còn có ý định là sẽ nhắm đến những cái đối tượng, những người bạn ở cộng đồng trong LGBT nữa. Tại vì theo các bạn biết thì bạn Chris và mình đều là những người thuộc trong cộng đồng LGBT. Thì mình cũng muốn có một cái sân chơi để cho những cái bạn trong cộng đồng tới và giao lưu với nhau. Hy vọng là tất cả mọi dự định của em và cái sự hợp tác của em với Hùng nó sẽ thành công rất là tốt đẹp. Và hy vọng là cái sự sôi nổi của Hùng á có thể kéo thêm khách, câu kéo thêm khách đến với lại quán rượu của em. Nhưng mà chưa gì là em đã câu được anh Tuân rồi nè. Anh đến đây vì công việc của em. Em câu tới đây là vì quán em thôi. Ok, vì anh bartender. Yeah, vì anh bartender. Công việc chính hiện tại của em á thì chỉ là marketing về quán và giới thiệu quán thôi. Nhưng mà sẵn có mọi người ở đây luôn thì em xin mạn phép. Em sẽ pha một món nước để tặng anh Tuân. Nhưng mà pha như thế nào thì chắc phải nhờ anh bartender chỉ em. Vậy giờ em vào để pha, rồi anh bartender ra đây ngồi với anh được không? Không, không có được, anh phải đứng ở chỗ như em luôn á. Không được ra luôn á. Anh chỉ biết cười thôi luôn á, anh rất là hiền. Là tại vì sự thật là hôm nay, tới sáng hôm nay mình mới được biết là có ekip tới quay. Cũng chưa kịp chuẩn bị gì hết. Đâu có đâu cần. Đâu có cần đâu, chuẩn bị anh chỉ cần cười thôi là mọi thứ nó sáng bừng lên rồi. Giờ bây giờ em phải làm gì nè? Đầu tiên phải rửa tay chứ đúng không anh? Đây, đầu tiên mình phải rửa tay. Anh làm đây bao nhiêu lâu? Mình mới vừa làm được một tháng. Một tháng. Sao anh biết được quán này là mình vào đây mình làm? Tức là có một người anh của mình thì quen mình. Xong rồi trong lúc mà quán chuẩn bị sẽ đóng lên đại mở cửa lại thì anh em connect với nhau rồi quyết định kéo nhau vào làm chung thôi. Khi mà anh biết Hùng làm ở đây, anh có hối hận về quyết định về đây không? Thật là tới ngày hôm nay lại biết là Hùng làm ở đây. Ủa anh là từ đó anh không bao giờ chú ý tới em luôn hả? Thì cái những bữa mà em bên chào anh này nọ là anh chỉ là qua loa thôi, anh không hề chú ý tới em luôn. Em có câu trả lời rồi, em đừng có bắt người ta trả lời câu hỏi khó nữa Hùng. Tức hết trời luôn á mọi người. Thì mình sẽ chỉ một cái công thức cũng gọi là có xíu thôi, món cà phê cũng có từ lâu rồi. Đặc trưng của nó thì nó vẫn có một xíu mặn của whisky và một lớp mềm mại của lớp khoai trứng. Có một chút tình của anh không? Em ơi đừng cái đấy mình làm sao hội trường đấy. Dạ ok anh. Rồi mình bắt đầu nha. Đầu tiên là sẽ lấy shaker. Shaker. Đây anh bỏ cho em luôn. Rồi. Ủa vậy anh đưa em là chỉ để cầm mô hình thôi hả? Hùng ơi mình có thể chờ nha, nhưng mà thả tính là phải sang nha. Thả tính phải sang hả? Nghe là bạn bắt đầu đông rồi. Thôi bể hết. Cái này là cái vị chua mình có thể thay đổi theo cái yêu cầu của khách hàng. Dạ đúng rồi, người trẻ thường thì người Việt Nam thì khẩu vị thì thích ngọt nhiều hơn, xong rồi sẽ thêm nhiều đường hơn tí. Anh rung tay luôn. Lúc đầu mình sẽ rai sách. Đó, em cũng biết sơ sơ về cái lòng trắng trứng mình shake như thế là nó vẫn sẽ tan ra hết. Không, nó sẽ không tan, nó sẽ thành một khoang. Form, form. Giờ anh shake rất là liệu luyện nha mọi người. Nó sẽ thành lớp bông trắng mình luôn ạ. Anh Tuân có cảm thấy anh bartender dễ thương không? Rồi em đứng ngoài đây em không làm được cái gì luôn á Hùng. Đâu em nhìn, em tiếp thêm cái động lực cho ảnh để ảnh có thể làm cái món này ngon. Em vào đây đứng, anh em mới run tay á Hùng. Cái anh Tuân này.
biết nè, thôi mình lấy cái này có không? Đúng rồi. Đó, để làm gì mà? Tại sao nãy giờ em giấu nghề đó? Để đánh vào cái nét của em á. Đánh vào cái nét của em á. Tại vì em giấu nghề đó mọi người. Đó. Em đặt xuống cũng chuyên nghiệp hơn người ta nữa không? Vừa đủ luôn. Ôi, làm sao cái thể canh vừa đủ thế nhỉ? Người ta có định lượng hết mà anh. Rồi chế với bao nhiêu mil á. Nè, cái này nè. Hồi xưa em có học sơ sơ á. Ủa này, cái serum nãy nè. Ban nãy em tưởng cái này để dưỡng da mặt. Em tưởng cái này để dưỡng da mặt. Dưỡng da. Cái này là gì vậy anh? Giống như vanilla hả? Cái này là bitter, loại rượu đắng. Nhưng mà nó lại không có cồn, nó chỉ có mùi của... Ê, có khi nào mấy cái rượu thuốc trị mụn nó làm từ cái này không nhỉ? Mùi thảo mộc lãng mạn. Cái này nó làm từ cái gì anh nhỉ? Nó vẫn là những cái thành phần thảo mộc và được ủ thùng gỗ sồi, nhưng mà là không có cồn. Nó không có quay chân cúc. Kìa, rất là đẹp nha. Đó, ba cái trái tim. Em biết mà, biết làm mà. Em điên rồi. Em phải bỏ cái suy nghĩ là mình bình thường đi. Thì em mới hết ế. Mọi người ơi, trên sóng truyền hình ơi, cho tới bây giờ em thú thật luôn là em vẫn còn đang rất là ế nha mọi người. Anh có cầm được không hay là anh vẫn còn rung vậy? Đã là rung rồi. Cảm ơn. Rồi mọi người, đây là tên gì anh nhỉ? Đây là Whiskey Sour. À, Whiskey Sour, cái này em hay uống. Thế xong nước rồi, mình chuẩn bị đem nước lên lầu để tạm biệt anh bartender của em. Dạ, tụi mình đi thôi. Sau chương trình Không Out đó, thì em thấy cuộc sống của em hay là những cái mối quan hệ nó có thay đổi gì nhiều không? Sau chương trình Come Out thì em có cảm giác là rất là nhiều người biết tới em luôn, vì biết tới cả em luôn. Giống như đi ra ngoài thì người ta thường hay nói, ủa, đây là hai anh em BD nè. Đó, kiểu như vậy là mọi người biết tới em nhiều hơn. Dạ, em tự tin hơn. Em tự tin hơn khi mà mọi người nhận diện ra em. Ngoài ra thì lúc trước em có đi tham gia chương trình Dòng Máy Dòng Mai á, thì có bạn Thiên Kỳ, bạn cũng là thuộc trong cộng đồng của mình luôn. Thì mới đầu em cast là không có đậu đâu. Cái xong rồi cái bạn Thiên Kỳ bạn mới kêu, à, rồi bữa là tôi có coi cái bạn này ở trên Come Out nè, thấy dễ thương quá với lợi gì vậy nọ quá, cho nên là thôi cho bạn nó đậu luôn, cho bạn nó tham gia chương trình luôn. Thì sắp ủa, giọng ai là em đóng bài hát giờ phải không? Dạ chứ anh nghĩ sao em hát hay anh? Không, anh đoán không, mà em rất quậy ở trên đấy phải không? Dạ đúng rồi, em có cảm giác là cuộc sống em nó thay đổi rất là nhiều, nhiều người biết tới. Và cái công việc của em nó cũng ổn định hơn, cũng vui vẻ hơn. Về gia đình của em thì sao? Em với Dũng, với mẹ, tất cả mọi thứ ổn hết cho em? Dạ, thì sau chương trình Come Out là tầm tháng 10 năm ngoái. Thì tới tầm Tết thì nhà em có biến cố. Thì mẹ em bị bệnh. Rồi xong rồi thay đổi tính tình. Biến cố là bệnh nặng. Dạ đúng rồi, dạ, nhà bệnh nặng. Thì sau đó thì mẹ em và Dũng với lại em chuyển qua một cái căn nhà khác để sống. Tại vì mẹ không có muốn điều trị bệnh ở cái chỗ đó. Mẹ còn sợ cái ánh mắt của những cái người trong xóm với lại nhiều người xung quanh á. Nên là mẹ không có muốn tiếp xúc với người ta. Rồi tối ngày cứ giam mình ở nhà thôi. Thì có một khoảng thời gian dịch á là không có làm gì được luôn anh, chỉ có ở nhà chăm mẹ thôi. Thì Dũng ở nhà chăm mẹ. Rồi tính tình mẹ cũng thay đổi nữa, rồi khó chịu nhiều thứ lắm. Cái khoảng thời gian đó là em cảm giác em bị áp lực lắm luôn á. Tại vì khi mà về nhà thấy mẹ mình như vậy mà mình cực kỳ bất lực luôn, mình không biết phải làm gì hết. Mà công việc thì lại không có để mình làm. Xong rồi một cái người mà để thủ thỉ với mình, để tâm sự với mình cũng không có luôn. Khoảng thời gian đó em cảm giác là em rất là cô đơn và em rất là áp lực luôn. Khoảng thời gian này thì cũng đỡ hơn, là em đã có việc làm ổn định lại và mẹ cũng dần chấp nhận hơn. Tại vì lúc khi dịch đó nha, là mẹ thường mẹ nói là Hùng ơi thôi ở nhà đi, đừng có đi ra ngoài làm. Tại vì nhiều khi ra ngoài bệnh rồi bị cái gì rồi, ví dụ mà lỡ mà chết rồi mẹ sống với ai, cái kiểu gì. Em rất là áp lực luôn, tại vì mình đi kiếm tiền về để mình có thể mình phụ gia đình. Khoảng thời gian nó không ai đi làm được gì hết luôn. Dũng thì có đi dạy nhưng mà lịch học của các bạn học sinh cũng bắt đầu nghỉ dần luôn. Thì Dũng bắt đầu mất dạy. Ban đầu á, thì có kêu những cái bạn đó về dạy tại cái chỗ
ở hiện tại của em là nơi mẹ em đang điều trị á, nhưng mà mẹ em cũng ngại, xong cứ nhốt mình trong phòng mà không có dám ra, xong rồi Dũng cũng cắt dần mấy cái ca đó luôn, là dậy ở dưới sân, xong rồi người ta cảm thấy không có thoải mái nữa, người ta cũng nghỉ dần bớt. Thì hiện tại Dũng chỉ ở nhà là chăm mẹ thôi. Em đang rất là muốn kiếm một cái gì đó hoặc là giúp ích gì đó cho Dũng luôn, nhưng mà thực sự là cũng rất là khó, tại vì hai anh em hai tính cách khác nhau. Một đứa thì làm giáo viên dạy tiếng Anh tiếng Nhật, một đứa thì làm DJ. Nếu mà kêu thằng Dũng mà nó làm những cái nghề giống như em á thì cũng không được. Cho nên là em đang rất là bất lực. Rồi bữa em có thấy Dũng có cố gắng là đi lên mạng cũng đăng, rồi cũng tìm những cái người mà họ không có biết dịch thuật á. Cái bắt đầu Dũng dịch là những cái văn bản đó bằng tiếng Việt, từ tiếng Nhật sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Xong rồi Dũng cũng kiếm được thu nhập, tuy là không cao nhưng mà nó cũng có đồng ra đồng vô. Rồi nói về sức khỏe của mẹ thì mình có cái hướng nào điều trị cho mẹ khỏi cái bệnh đấy không mẹ? Em nghĩ là cách tốt nhất bây giờ là cứ để mẹ điều trị vậy đi, rồi mình cứ làm những cái điều mà mình nên làm để cho mẹ vui. Tại vì có những cái căn bệnh họ cần cái tinh thần lạc quan và cái niềm vui từ con cái và niềm vui để có thể đẩy lùi bệnh tật. Chứ nếu mà cứ để mà mẹ cứ phải suy nghĩ nhiều về một cái vấn đề bệnh hoặc là bận lòng thêm một cái gì đó thì bệnh nó sẽ tiến triển nặng hơn. Em ở trên mạng xã hội là một con người khác nha, người ta nhìn em, người ta thấy là bạn bè thì xung quanh lúc nào em vui vẻ hết. Thì em thấy nó mâu thuẫn ở trong con người của mình không? Tại vì là em là một dạng người không có thích làm những cái người khác xung quanh mình tụt mút theo mình. Anh hiểu không? Nên là mình đã buồn rồi mà mình còn mang cái nỗi buồn đó để đè nặng lên những cái người xung quanh nữa thì mình đâu phải là một người sống tốt đâu anh. Mình như vậy thì rất là ích kỷ. Riêng em là thích là sẽ mang tiếng cười cho mọi người, với lại mọi người xung quanh em vui vẻ là em sẽ vui. Với lại em cũng thích nhìn người ta cười nữa. Giống em thích nhìn Tân cười á. Rồi cảm ơn. 50%. Ngon quá. Anh vẫn còn nhớ tập Come Out đó, em có chia sẻ về tính cách của em với Dũng á, là hai cái tính cách trái ngược nhau. Dạ đúng rồi. Nó dễ có mâu thuẫn, dễ gây nhau, thì bây giờ hai anh em hiểu nhau hơn chưa? Hai anh em hiểu nhau tại vì có khoảng thời gian mà sống chung như vậy nè, sống chung nhà như vậy nè, thì mới biết là mình mới phát hiện được nhiều cái là sau khi mà nó có chồng rồi, nó xa mình rồi, nó thay đổi như thế nào. Và khi mà mình đi làm đêm một thời gian thì mình tiếp xúc với nhiều người, mình sẽ bị ảnh hưởng tính cách của người ngoài á. Thì khi mà về thì hai anh em mới biết là hai anh em đã trưởng thành như thế nào, hai anh em đã lớn như thế nào. Nhưng mà trong đó hai người vẫn còn một tí xíu gì đó con nít. Em với nó vẫn rất là thường hay giỡn với nhau luôn, giỡn sùm trong nhà luôn. Nhiều lúc á nó nấu ăn, nó đứng xắt đồ nè, cái em vừa tỉnh dậy cái em bước ra cái nó bắt đầu nó ưỡn ra, nó xắt giống như kiểu mà cô hầu gái mà gợi cảm vậy đó. Cái lúc đó là em lại mắc cười. Dũng sẽ có nhiệm vụ là nấu cơm, còn em sẽ có nhiệm vụ là lau nhà, quét nhà. Thì những cái lúc lau nhà cái bắt đầu cực quá, em diễn cái nét mà bôn ba cực khổ quá anh. Thì anh biết cái tính của Dũng nó đánh đá rồi, nó chống nạnh, nó kiểu nó làm gì ghẻ anh. Nó kêu là lao không xong thì không được về. Kiểu tụi em vẫn phát hiện được những cái niềm vui ở trong cái cách giao tiếp của tụi em. Còn những cái mâu thuẫn thì sao em? Dần dần cũng được cải thiện. Có những lần về nhà đầu tiên á, em với Dũng có những cái hiểu lầm nhau như này như nọ là về tiền bạc. Sau này tụi em đã phát hiện ra là có những mâu thuẫn thì nên ngồi lại nói chuyện với nhau. Cái mối quan hệ nó mới củng cố hơn được và nó sẽ đi xa hơn, đi dài hơn. Em cảm giác là có điều gì khó khăn nhất đối với em bây giờ để phải vượt qua không? Em chỉ mong là mẹ em khỏi bệnh lại và mẹ em vui vẻ lại như hồi xưa thôi. Căn bệnh này nó làm cho mẹ em suy nghĩ nhiều lắm. Nhiều lúc bị mệt mỏi, đổi tính luôn á, mà mẹ em rất là khó chịu luôn. Và khi mà mình nhìn vô vậy là mình vừa thấy bực. Nó đúng ra là thấy bực. Tại vì khó chịu với mình nhưng mà vừa thấy thương, thấy tội. Nên là mình thương nhiều hơn là mình bực. Nên mình cũng phải nén ở trong lòng để mình cố gắng mình vượt qua. Thì khoảng thời gian điều trị thì tầm đúng theo lịch trình đó là cuối năm nay là sẽ hết. Nhưng mà nó lại vừa mà tiến triển nặng hơn thì mẹ em lại phải điều trị thêm. Cho nên là sắp tới sẽ chuẩn bị cho một cơn bão lòng khá là to. Em có cảm giác là ông trời đang thử em, những cái áp lực đó nó sẽ làm cho em lớn hơn. Tại vì trước khoảng thời gian đó em rất là con nít luôn. Em không phát hiện ra em có thể làm được những gì. Em chỉ biết là em đi làm và đi về, xong rồi ăn ngủ rồi đi làm đi về thôi. Thì khoảng thời gian này là em phải biết chạy thêm những cái như là marketing, hoặc là phải làm những booking, hoặc là em sẽ liên hệ với những cái người mà em có cái mối quan hệ để em bán thêm dầu thơm. Hoặc là em làm thêm, nói chung là em sẽ làm tất cả những cái điều mà trong cái thời gian, quỹ thời gian rảnh của em cho phép. Lúc trước là em ngủ từ tối tới sáng tới chiều, xong rồi dậy em ăn cơm, xong rồi em đi, xong rồi tối về em lại coi phim, xong rồi em ngủ sáng chiều, em không làm gì hết.
Thì khoảng thời gian này là em lại biết dậy sớm hơn để có thể đi tập luyện nè, để có một cái sức khỏe tốt hơn để mình có thể chiến đấu nhiều hơn. Buổi trưa thì em có thể đi qua nhà bà chị bán dầu thơm, rồi buổi chiều chạy những cái event nhỏ để mua, để chuẩn bị cho buổi tối mình đi làm là việc DJ về booking. Xong rồi tối về thì nằm thư giãn, chơi game rồi có phim, rồi chừng nào mệt thì ngủ thôi. Có bao giờ mà làm nhiều việc quá, áp lực nhiều quá, mình thấy mình mệt mỏi và đơn độc không? Có chứ anh, trời. Nhiều lúc mà em mệt mà em chạy ngoài đường á, mà anh có cảm giác khi mà em chạy xe nha, mà kiểu mà mình vừa muốn ngủ mà vừa mơ á, cái xong rồi mình mơ là thấy một cái con đường gì là tự nhiên toàn là mây không à, thì cái em mới quẹo qua thì vô tình cái em giật mình tỉnh dậy thì mới sắp biết là mình sắp đụng vô trong cái đó luôn á. Có nghĩa là có những lúc như vậy luôn á, nhiều lúc là em mệt mỏi lắm luôn á, em cũng muốn có một người hữu hỷ, muốn có một người để chia sẻ với em, nhưng mà cái khoảng thời gian này em nghĩ là chưa thích hợp. Tại vì nếu mà có xuất hiện đi chăng nữa, nó cũng sẽ là một cái gánh nặng về tinh thần. Anh nghĩ nếu như là một người đúng nhá, đúng người đúng thời điểm, anh vẫn thường nói đúng người đúng thời điểm, thì họ sẽ trở thành một cái món quà và họ có thể hỗ trợ em. Chỉ là anh vẫn cảm giác là cái gu của em với lại cái con người em thể hiện ra nó bị đối lập nhau. Dạ đúng rồi. Những cái gì mà em đã thể hiện ra bên ngoài là để chứng minh cho mẹ em biết là hồi xưa tới giờ em không phải là vậy. Bây giờ cái mong ước của em với cái cuộc sống hiện tại của em là gì? Em mong ước là mẹ em sẽ có nhiều sức khỏe, khỏe lại. Và kể cả sức khỏe của em luôn, em sẽ có đủ sức khỏe để em đi làm. Và cái công việc của em được gặp nhiều may mắn, được gặp những cái người mà họ có thể giúp đỡ, họ trau dồi em thêm. Em có điều gì muốn gửi đến mẹ không? Mẹ ơi vui lên, chỉ có vậy thôi. Cố lên mẹ, tại vì em cảm thấy mẹ đang rất là cố gắng luôn rồi. Kiểu như bây giờ mẹ dậy xong rồi mẹ tập thể dục, mẹ tập ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, và làm những cái điều là sinh hoạt cực kỳ lành mạnh luôn, thì có nghĩa là mẹ đang cố gắng chiến đấu từng ngày với cái bệnh đó để có thể ở chung với lại tụi em lâu hơn, rồi sống chung với tụi em lâu hơn. Thì em chỉ biết nói là mẹ ơi, mẹ đừng có lo gì về con hết trơn á, con có thể tự lo liệu được, mẹ cứ lo cho mẹ và mẹ phải cố gắng lên, rồi con sẽ luôn ở đó với mẹ. Tôi cũng xin cảm ơn khán giả đã theo dõi tập Real Life hôm nay.